Thông thường thì anh chị khi làm nhà, anh chị hay chỉ quan tâm đến cái việc là tuổi năm nay mình có làm nhà được không? Nhưng mà cái điều đó thì trong bao nhiêu năm qua phong thủy Tam Nguyên đã chứng minh và nói với chị rằng là điều đấy là nó là chưa đúng. Chào mừng anh chị đến với chương trình Kích Tài Lộc của năm 2023. Trong chủ đề ngày hôm nay thì tôi Tam Nguyên sẽ chia sẻ với cả anh chị và các bạn về cái nội dung rất là quan trọng khi mà chúng ta đến một cái năm mới, đó là cái việc mà xây dựng cái nhà cửa mới như thế nào. Ở điều này chúng ta muốn nói đến là hàng năm thì chúng ta được biết là chúng ta có cái kế hoạch để xây dựng nhà cửa mới, xây dựng công ty, xây dựng nhà xưởng, tức là cái phần dành cho người dương ở, tức là với đấy gọi là dương cơ. Ngoài ra thì còn đặt để mộ trạch âm phần thì cũng gọi là xây nhà mới, nhưng mà xây nhà cho cái người âm, tức là người âm trạch, đúng không ạ? Tức là phần âm. Ngoài ra thì có một cái công trình, dạng công trình nữa, nó có nằm lưỡng ở chỗ đó, thì đó chính là cái công trình mà nhà thờ họ chẳng hạn, hay đình điền miếu phủ chùa chiền. Thì tất cả những công trình đó người ta đều gọi chung một khái niệm là khai sơn lập hướng hay là xây dựng nhà cửa mới. Như chúng ta được biết thì trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nói đến, đó là người thì theo phép đất, tức là con người là nhân nhỏ bé, là sự hòa hợp của thiên địa, thì mọi cái hành động hay mọi việc làm thì phải theo một cái phép, một cái luật của đất. Rồi đất thì theo phép trời, trời đây là vũ trụ, là thiên khí. Rồi trời theo phép đạo và đạo theo phép tự nhiên. Thì gọi là cái điều đó, tức là thuận theo tự nhiên. Thì thuận theo tự nhiên thì sẽ đem lại tài lộc, phú quý, bình an và hạnh phúc cho anh chị và các bạn. Cho nên năm 2023 là năm Quý Mão. Khi mà chúng ta xây dựng cái nhà cửa mới thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì? Thông thường thì anh chị khi làm nhà, anh chị hay chỉ quan tâm đến cái việc là tuổi năm nay mình có làm nhà được không? Nhưng mà cái điều đó thì trong bao nhiêu năm qua phong thủy Tam Nguyên đã chứng minh và nói với chị rằng là điều đấy là nó là chưa đúng và nó chưa đầy đủ. Nó cứ ngẩn ngơ lại lấy tay bấm bấm bấm, rất là bảo rằng là thì tháng này làm vào ngày này ngày kia. Thì tất cả những cái việc đó nó gây ra những cái sai lầm, những điều không đúng về mặt phong thủy. Và chính cái điều này nó làm ảnh hưởng trực tiếp là khi chị xây dựng nhà cửa thì thợ thuyền cãi cọ, rồi tai nạn. Rồi sau đó thì khi mà ở trong trạch đất đó thì trong gia đình xảy ra nhiều chuyện ốm đau tật bệnh, công việc không tốt, rồi thị phi lằng nhằng. Thì tất cả nguyên nhân này nó do đâu? Đó là do chúng ta không quan tâm đến một thứ rất quan trọng, nó lớn hơn rất nhiều, đó chính là phép luật của cái đất, của thiên khí đó. Cho nên khi mà xem cái tuổi làm nhà thì người ta cần phải quan trọng bậc nhất, đó là người ta xem là cái đất đó năm nay có làm được hay không. Cái đất đó làm được hay không thì 100% nó phải căn cứ vào là cái tọa hướng đó có làm được hay không. Vì người ta nói rằng là cái người thì nó có tuổi, tuổi thì do là năm sinh ra, đúng không ạ? Rồi giới tính nam nữ, thì cái đất thì nó có tọa hướng và nó có vị trí. Thì cũng như vậy, cho nên là cái đất hướng đó có làm được hay không thì nó sẽ được quyết định. Tại sao chúng ta phải lo lắng, phải nói về cái điều đó? Khi mà xem cái đất làm được hay không thì người ta căn cứ vào thiên tinh là kim mộc thủy hỏa thổ trong toàn bộ cái hệ vũ trụ. Trong vũ trụ, đúng không ạ? Thì chúng ta nói rằng ví dụ như là năm nay 2022 nhâm dần sang năm là năm 2023 Quý Mão, thì cái sao mộc nó bay về vị trí, cái sao mộc nó đi về vị trí của phương Mão, người ta gọi vị trí là thái tuế. Ví dụ như sao mộc thì di chuyển 12 năm một vòng xung quanh mặt trời, ứng vị trí Tý Sửu dần Mão thìn thị ngọ mùi thân dậu tuất hợi là 12 năm, đúng không ạ? Thì người ta gọi cái sao mộc là tuế tinh. Tuế tinh đó là hành tinh mà nó lớn rất nhiều so với hệ mặt trời. Nó tự quay quanh mình và nó tạo thành cái lớp bụi ở trên bề mặt của nó, làm cho người ta không nhìn thấy qua kính tiềm vọng, không nhìn xuống đáy được của sao mộc. Cho nên người ta gọi hành tinh này là hành tinh khí, là như vậy. Cho nên ra là nếu chúng ta ví mặt trăng so với cả trái đất cỡ nào thì trái đất so với sao mộc cỡ đó, mà sao mộc lại di chuyển là 12 năm một vòng, làm một cái quỹ đạo xung quanh mặt trời. Như vậy thì với kích thước như vậy, với tốc độ quay như vậy thì nó rất lớn. Và rất lớn thì nhiều khi người ta tưởng rằng là cái hệ mặt trời quay được đó là do cái quán tính của cái sao mộc này thì phải. Điều đó cho nên thành ra là với cái lực lượng lớn như vậy, nếu năm nay là cái năm Quý Mão thì cái sao mộc nó bay sang đến vị trí này, thì đối diện, tức là tôi đang nói vị trí phía Tây, thì ánh xạ với đó sang vị trí đối diện của nó qua mặt trời, thì vị trí này gọi là vị trí thái tuế. Đúng không ạ? Gọi là vị trí thái tuế. Thì tại vị trí thái tuế này còn ánh xạ, thì nếu chúng ta làm cái nhà mà nó quay về hướng thái tuế, tức là cái đường thẳng giữa mặt trời, trái đất, sao mộc và cái nhà chúng ta nó trùng trên một đường thẳng, thì điều này nó xảy ra hiện tượng gọi là cộng hưởng lực. Và khi cộng hưởng lực như vậy thì khi cái người mà cái lực vũ trụ nó cộng hưởng như vậy thì cái mức độ khí trong nhà nó sẽ có mức độ là bị biến động thất thường. Nên nếu làm nhà mà có hướng rơi vào hướng thái tuế thì thị phi vô cùng,
và rất là nhiều chuyện sẽ xảy ra trong cái căn nhà của anh chị, từ thợ thuyền trong quá trình thi công, rồi sau đó là đến quá trình thiết kế bản vẽ, rồi sau đó về ở lại cãi cọ nhau. Và việc này đã được chứng minh ra hàng ngàn căn nhà phong thủy Tam Nguyên tư vấn do cái tội là làm nhà vào năm phạm thái tuế. Chính vì những lý do như thế cho nên là chúng ta cần phải hết sức lưu ý là năm nay hướng này có làm được hay không. Nếu hướng này làm được, đúng không ạ, thì chúng ta tiếp tục xem tuổi chúng ta có nên động thổ hay không. Quy trình chúng ta rất là rõ ràng nhé. Để xem được tuổi làm nhà thì đầu tiên chúng ta cần phải biết tọa hướng của căn nhà. Sau khi biết tọa hướng được căn nhà xong thì qua các cái video tôi sẽ giới thiệu tiếp theo dưới đây thì chúng ta sẽ biết là sang năm hướng nam gồm có ba sơn bính ngọ đinh có làm được hay không. Nếu làm được thì làm lúc nào mà, đúng không ạ? Thì ít nhất anh chị không có sử dụng sản phẩm dịch vụ của phong thủy Tam Nguyên thì anh chị cũng biết chắc chắn một điều rằng là tôi đang muốn chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến với anh chị, là anh chị biết rằng là cái nhà năm nay làm được hay không và làm được làm vào tháng nào. Còn sau đó có thể nhờ thầy xem cái ngày sau cũng được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục cái video dưới đây. Còn bây giờ tôi đang nói tiếp tục nói với anh chị cái điều này. Đầu tiên cái hướng nhà làm được hay không. Nếu hướng nhà năm nay làm được thì bắt đầu chuyển sang bước thứ hai, tuổi năm nay của trạch chủ có nên động thổ hay không. Nếu không phạm vào phải hoang ốc thì tức là động thổ được, đúng không ạ? Thì tuổi trạch chủ động thổ là tốt nhất. Còn nếu tuổi trạch chủ không nên động thổ, đúng không ạ, thì chúng ta có thể nhờ người tuổi khác động thổ. Nhưng mà đây là động thổ hộ giúp, đúng không ạ, là mượn khí. Thì cái người trạch chủ vẫn phải nói rằng, vẫn phải khấn với cả chư vị tôn thần rằng là tên tôi là Nguyễn Văn Na, năm nay làm cái lễ động thổ xây dựng căn nhà này nhưng mà không được tuổi nên nhờ anh Nguyễn Văn B, đúng không ạ, đến động thổ. Thế thì là xong cái lễ động thổ. Chứ không cần phải nói là đến lúc động thổ lại trốn đi chỗ khác, xong rồi đến lúc mà xây nhà lại quay trở lại vậy chỉ đạo lung tung. Anh chị lừa thần linh thổ địa làm sao được, vì chúng ta không lừa được chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm thật, chúng ta không làm giả, vì giả thì kết quả sẽ là giả. Thì thần linh cũng bảo thì ta nghe mày nói thế thì mai sau anh chị làm lễ gì thì cũng là giả dối. Không phải như vậy. Tôi không động thổ được, tôi nhờ người tuổi này nhà cho nên đến động thổ cho tôi để sau này căn đất, cái căn nhà được ấm long vượng khí. Động thổ cho tôi để cho căn nhà này sau này là thợ thuyền thi công được hòa hợp. Thì cái điều đấy, sau khi chúng ta chọn được cái tuổi hay là biết quyết định được xem là cái nhà đấy làm được trong năm nay rồi thì bắt đầu chúng ta chọn đến tháng. Tháng thì nó căn cứ vào vượng long, tức là cái hướng đó, mùa xuân thì mộc vượng, mùa thu thì kim vượng, mùa hè thì hỏa vượng, đúng không ạ? Thì tùy vào cái tọa hướng, tùy vào mạch của phương đó thì người ta sẽ quyết định xem là tháng nào làm thì là tốt nhất. Sau đó người ta căn cứ tiếp vào tuổi của gia chủ, đúng không ạ? Tuổi của thành viên trong gia đình xem là có phù hợp hay không. Nếu phù hợp thì người ta sẽ lại lấy cái tuổi đó để thực hiện cái việc mà để mà làm cơ sở để xem cái ngày động thổ, và người ta sử dụng cái giờ để cái điều tiết khí của cả ngày. Sau khi đã có năm tháng ngày giờ rồi, chúng ta sẽ cần phải có vị trí để động thổ. Rồi nghi thức cách thức để động thổ thì nó mới xây được cái căn nhà. Thì cái việc động thổ này nó áp dụng cho cả âm dương trạch, tức là cả nhà cửa xây mới, rồi văn phòng, rồi công ty làm mới, rồi âm trạch tức là mồ mả, khu lăng mộ đặt để, đúng